sao con cỡ lại con lại móc móc một đại đầu cá đi em coi nha. Tôm mà mọi ngon mà đi 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 du lịch đi đi nghĩ xa hơi mà đâu đâu được đi ngắm cảnh như gì đâu. Chứ chứ mà đi mà đi qua bên Vũng Tàu hoặc là qua, đi Cần Giờ cũng vòng đi như là đi hành xác. Trời tôm thẻ ngon quá không ăn trời. Thả giang hồi đi anh, đây cho nó giật được gì đó, gì mấy câu ấy đó. Cái bự nè. Đó. Này à, trời ơi, tôm thẻ một cái một xíu chừng. Có chừng em, có chừng bị đâm á. Ơi anh ba cho cá gì đâu. Cho ăn cá gì nhỏ xíu. Đây. Bữa ăn tí sao cá đực không anh ba ơi. Nhỏ như mình lại nó bự thiệt. Con này trên 2 kg. Đó, hôm nay này mình bắt cá với nền đạch vậy đó.
ngon kìa. Cái gõng mình đi bắt cá. Chồng quê hồi thằng có cá này không? Ừ. Chồng quê ổng rồi. ông đó là ông Hàn Quốc mà anh thích ra đánh con mà. Đó. Đó, được rồi đó. Có nào dễ nè. Cho nó 3 ký, hơn 3 ký.